bạch thế tôn tên của nam uẩn vân vân nói như vậy nói không có căn cứ tên các đại bồ tát và tên của bát nhã ba la mật đa cũng không có căn cứ để nói như vậy tên của như mộng vân vân không có căn cứ để nói tên của hư không không có căn cứ để nói tên của địa thủy hỏa phong không có căn cứ để nói tên của giới định tọa giải thoát giải thoát trí kiến không có căn cứ để nói tên của dự điêu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác và các pháp khác không có căn cứ để nói tên của thiện bất thiện thường vô thường lạc khổ ngã vô ngã tịch tịnh không tịch tịnh hữu vô vất vân đều không có căn cứ để nói như vậy tên của Đại Bồ Tát và tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có căn cứ để nói, vì sao vì các tên ấy đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ, vì sao vì các nghĩa ấy vô sở hữu, các tên ấy đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn con theo nghĩa ấy nên nói đối với các pháp tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy, thì làm sao nói đây là Đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa bạch thế tôn cả hai nghĩa và tên trên con không biết không đắc cũng không thấy thì vì sao dạy con đem bát nhã ba la mật đa để truyền trao dạy bảo cho các đại bồ tát bạch thế tôn do nhân duyên này nếu lấy các pháp ấy truyền trao dạy bảo cho các đại bồ tát chắc chắn con sẽ hối hận bạch thế tôn khi các đại bồ tát nghe đem tướng này giảng nói bát nhã ba la mật đa thì tâm không đắm trước không lo buồn hối hận cũng không kinh hãi sợ sệt thì nên biết đại bồ tát ấy quyết định đã trụ vào địa bất thối chuyển dùng phương tiện không chỗ trụ mà trụ vào vô sở chấp trước Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào sắc cho đến thức, không nên trụ vào nhãn xứ cho đến ý xứ, không nên trụ vào sắc xứ cho đến pháp xứ, không nên trụ vào nhãn giới cho đến ý giới, không nên trụ vào sắc giới cho đến pháp giới không nên trụ vào nhãn thức giới cho đến ý thức giới không nên trụ vào nhãn xúc cho đến ý xúc không nên trụ vào các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không nên trụ vào địa giới cho đến thức giới không nên trụ vào vô minh cho đến lão tử vì sao bạch thế tôn vì sắc và tánh của sắc là không thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không bạch thế tôn sắc không ấy chẳng phải sắc sắc không lìa không không chẳng lìa sắc sắc tức là không không tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy do nhân duyên này mà khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vàng sắc cho đến thức như vậy cho đến lão tử cũng như vậy, Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không, Bạch Thế Tôn bốn niệm trụ không ấy chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ không đề không, không chẳng đề bốn niệm trụ, bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng như vậy. Do đó, khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên trụ vào bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên trụ vào bồ thí cho đến bát nhã ba la mật đa vì sao bạch thế tôn vì bố thí và tánh của bố thí không bạch thế tôn bố thí không ấy chẳng phải bố thí bố thí không lìa không không chẳng lìa bố thí bố thí tức là không không tức là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng như vậy do đó khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào các chữ, không nên trụ vào sự tiếp nối của các chữ, nghĩa là một hai hai nhiều sự tiếp nối. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các chữ và tánh của các chữ là không. Bạch Thế Tôn, các chữ không ấy chẳng phải các chữ, các chữ không lìa không, không chẳng lìa các chữ các chữ tức là không không tức là các chữ sự tiếp nối các chữ cũng đều như vậy do đó khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào các chữ và sự tiếp nối các chữ Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào thần thông. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì thần thông và tánh của thần thông là không. Bạch Thế Tôn thần thông không ấy. Chẳng phải thần thông, thần thông không lìa không, không chẳng lìa thần thông. Thần thông tức là không, không tức là thần thông. Do đó khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào thần thông. Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào sắc cho đến thức là thường hay vô thường, vui hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, không hay bất không, hữu tưởng hay vô tưởng, hữu nguyện hay vô nguyện, tịch tịnh hay không tịch tịnh, viễn ly hay không viễn ly. Vì sao? Vì các pháp thường hay vô thường của sắc vân vân và pháp tánh thường hay vô thường của sắc vân vân đều không. Bạch Thế Tôn, pháp thường hay vô thường không của sắc vân vân chẳng phải pháp thường hay vô thường của sắc vân vân. Thường vô thường của sắc không lìa không, không chẳng lìa pháp thường hay vô thường của sắc vân vân. Pháp thường hay vô thường của sắc vân vân tức là không, không tức là pháp thường hay vô thường của sắc vân vân do đó khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào sắc cho đến thức là thường hay vô thường pháp lạc khổ vân vân của sắc cho đến viễn ly hay không viễn ly cũng đều như vậy bạch thế tôn khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào chân như pháp giới pháp tánh pháp định thật tế vì sao vì chân như và tánh của chân như là không bạch thế tôn chân như và tánh của chân như là không bạch thế tôn chân chân như không ấy chẳng lìa chân như chân như không lìa không không chẳng lìa chân như chân như tức là không không tức là chân như do đó khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào chân như pháp giới pháp tánh pháp định thật tế cũng đều như vậy Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên trụ vào tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì tất cả pháp môn đà la ni và tánh của pháp môn đà la ni là không. Bạch Thế Tôn pháp môn đà la ni không ấy chẳng phải pháp môn đà la ni, pháp môn đà la ni không địa không, không chẳng địa pháp môn đà la ni. Pháp môn Đà La Ni tức là không, không tức là Pháp môn Đà La Ni. Do đó khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên trụ vào tất cả Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma Niệm cũng đều như vậy. Bạch Thế Tôn khi các đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị chấp vào ngã và ngã sở làm quấy nhiễu tâm nên liền trụ vào sắc, trụ vào thọ tưởng hành thức, do trụ vào đó mà làm gia hạnh cho sắc, làm ra hạnh cho thọ tưởng hành thức. Do gia hạnh nên không thể tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì người ấy do gia hạnh nên không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Không thể học bát nhã ba la mật đa sâu xa một cách đúng đắn. Không thể viên mãn bát nhã ba la mật đa sâu xa. Không thể thành tựu trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn khi đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bị chấp vào ngã và ngã sở làm quấy nhiễu tâm cho đến điển trụ vào tất cả pháp môn Đà La ni và pháp môn Tam ma địa, do trụ vào đó mà làm ra hạnh cho pháp môn Đà La ni và pháp môn Tam ma địa, do ra hạnh nên không thể tu hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Sa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ra hạnh ấy không thể nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, không thể học Bát nhã Ba la mật đa sâu xa một cách đúng đắn, không thể viên mãn Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, không thể thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao Bạch Thế Tôn vì sắc không thể giữ gìn, thọ tưởng hành thức không thể giữ gìn? Vì sắc không thể giữ gìn nên chẳng phải sắc, vì thọ tưởng hành thức không thể giữ gìn nên chẳng phải thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì bản tánh của sắc cho đến thức là không. Bạch Thế Tôn cho đến tất cả pháp môn Đà La ni không thể giữ gìn, pháp môn Tam Ma địa cũng không thể giữ gìn. Vì pháp môn Đà La ni không thể giữ gìn nên chẳng phải pháp môn Đà La ni, vì pháp môn Tam Ma địa không thể giữ gìn nên chẳng phải pháp môn Tam Ma địa. Vì sao? Vì bản tánh pháp môn Đà La ni và pháp môn Tam Ma địa đều không bạch thế tôn đối với những sự giữ gìn trên mà thọ trì đúng đắn viên mãn bát nhã ba la mật đa thì cũng không thể giữ gìn bát nhã ba la mật đa như vậy vì không thể giữ gìn nên chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao vì bản tánh không như vậy khi đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa nên lấy bản tánh không mà quán tất cả pháp khi quán như vậy thì tâm không có chỗ hoạt động đó gọi là đại bồ tát không thể giữ gìn tam ma địa tam ma địa này vi diệu thù thắng quản đại vô lượng có thể chứa nhóm vô biên vô ngại tác nghiệp không bị tất cả thanh văn độc giác xâm đoạt, được thành tựu trí nhất thiết trí, cũng không thể giữ gìn. Vì không thể giữ gìn nên chẳng phải là trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì do Pháp nội không cho đến Pháp vô tính tự tính không. Vì sao? Bạch Thế Tôn trí nhất thiết trí chẳng phải do Thủ tướng mà tu đắc được. Vì sao? Vì những Thủ tướng cũng đều là phiền não. Những gì là tướng? Đó là tướng của sắc, tướng của thọ tưởng hành thức tướng của nhãn cho đến tướng của ý. Tướng của sắc cho đến tướng của pháp, tướng của nhãn thức cho đến tướng của ý thức, tướng của niệm trụ cho đến tướng của tám chi thánh đạo, tướng của ba la mật đa, tướng của thần thông, tướng của văn tự, tướng của mười lực cho đến tướng mười tám pháp Phật bất cộng, tướng không vô tướng vô nguyện, tướng tạo tác, tướng chân như, tướng pháp giới, pháp tánh, pháp định, thật tế, tướng đà la ni, tướng tam ma địa đối với các tướng này mà chấp trước thì gọi là phiền não cho nên không do thủ tướng mà tu đắc trí nhất thiết trí nếu thủ tướng mà tu đắc trí nhất thiết trí thì phạm chí thắng quân đối với chí nhất thiết chí không thể nào tin hiểu Tướng tín giải là những gì nghĩa là sanh lòng tin sâu thanh tịnh vào bát nhã ba la mật đa do được thắng giải mà suy lường quán sát trí nhất thiết trí. Không lấy tướng làm phương tiện cũng không lấy phi tướng làm phương tiện vì cả tướng và phi tướng đều không chấp thủ phạm trí thắng quân ấy, tuy nhờ sức tín giải quy y Phật Pháp chỉ là tùy tín hành, nhưng có thể lấy bản thánh không mà ngộ nhập vào trí nhất thiết trí. Đã ngộ nhập rồi thì không chấp thủ vào tướng của sắc, không chấp thủ tướng thọ tưởng hành thức cho đến tướng Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tự tướng của tất cả Pháp đều không, vì năng thủ và sở thủ đều không thể đắc vì sao vì phạm trí này không lấy nội đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí không lấy ngoại đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, không lấy nội ngoại đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, không lấy vô trí đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, không lấy đắc hiện quán khác mà quán trí nhất thiết trí, không lấy bất đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì phạm trí không thấy trí nhất thiết trí sở quán, không thấy bát nhã năng quán, không thấy người quán, nơi chốn quán và thời gian quán. Phạm trí ấy chẳng quán trí nhất thiết trí ở nội sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng quán trí nhất thiết trí ở ngoại và nội ngoại sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng phải lìa sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí cho đến pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng đều như vậy. Vì sao? Vì nội hay ngoại. Nội ngoại, lìa nội ngoại, tất cả đều không, không thể đắc.